Hòa bình. Ngồi đi. Giai Kỳ, hôm đó ở văn phòng anh không nên nói những lời như vậy. Xin lỗi em. Điều đã qua rồi, sao anh còn vì việc này mà đến xin lỗi? Hơn nữa hôm đó thái độ của em cũng không tốt. Coi như công bằng đi. Đúng rồi, em phải chúc mừng anh và Tây Tử cuối cùng cũng có cái kết tốt đẹp. Thật ra hôm nay anh đến cũng là vì chuyện này. Hy vọng có thể chia sẻ niềm vui của bọn anh với em. Tây Tử là cô gái rất tốt. Anh đã chọn chính xác. Em thật lòng chúc phúc hai người. Trước đây khi đi làm, luôn muốn buổi chiều có thể ở lại uống ly cà phê. Bây giờ tốt rồi, chúng ta tự do rồi, cũng không cần phải nghĩ đến những kế hoạch đau đầu đó nữa. Không cần đối diện với những khách hàng khó chịu vậy nữa. Thật là vui quá. Đúng vậy. Có điều, khoảng thời gian đó cũng tràn đầy đắng cay ngọt bùi. Có lúc còn rất nhớ đó. Cô nói xem anh Tiến đó, không có hai người bạn tốt chúng ta, mỗi ngày có thấy thú vị không? Cô nói xem tình cảm anh ta và nữ dương mãi mãi chôn sâu, không rút lui an toàn. Có thật chỉ có hai chúng ta biết không? Châu Tinh An, cô đúng là thất đức. Sau này không được nhắc đến những chuyện như vậy nữa. Giai Kỳ à, tôi đã chủ động tìm học trưởng rồi. Tôi biết. Cô biết sao? Sao anh ấy lại nhiều chuyện vậy? Không liên quan đến học trưởng. Anh ấy không nói với tôi. Tôi thấy dáng vẻ hạnh phúc mãn nguyện của cô thì tôi đã biết rồi. Vậy cô và Nguyễn Tổng thì sao? Hai người đã tốt như vậy rồi, tại sao đều không nghĩ đến tương lai? Không vội mà. Tôi cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh, hình như có hơi chống đỡ không kịp. Cho nên tôi dự định cứ từ từ thưởng thức, từ từ cảm nhận, trân trọng cẩn thận. Giai Kỳ à, chúng ta mở một tiệm cà phê được không? Một tiệm cà phê có thể khiến khách hàng thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Cà phê sao? Bây giờ tôi không dám ăn thử cơm Tình An làm cho tôi nữa. Tôi không thể biết đâu. Đến đây, lại đây. Đều là bọn em làm đấy, ăn nhiều vào nhé, đừng khách sáo. Mời uống cà phê. Cà phê nào, xin mời. Cảm ơn, cảm ơn. Cái này uống được không? Uống đi. Thế nào? Không thế nào cả. Không sao. Dù sao, đây chỉ là sản phẩm đầu tiên của em và Tịnh An. Bọn em còn phải nghiên cứu dài dài. Đúng đúng. Hai người sẽ được thử dài dài đó. Vậy phải ăn thử đến lúc nào đây? Đương nhiên là thử đến khi các anh hài lòng thì thôi. Hài lòng? Không vấn đề. Anh ủng hộ Giai Kỳ lập nghiệp. Thế còn anh? Được rồi, anh ấy à, gọi lúc nào đến lúc đó được không? Đúng thế. Có sự ủng hộ hết lòng của hai người, bọn em chắc chắn sẽ thành công. Đúng thế, bọn em nghĩ đã rất lâu. Bọn em muốn mở một tiệm cà phê khiến mọi người cảm thấy thoải mái, ấm áp. Tiệm cà phê mà bất kể là người vui vẻ hay đau thương đều muốn đến. Một tiệm cà phê khiến khách hàng có cảm giác hạnh phúc. Được, chúc mừng hai người. Chúc hai người thành công. Cảm ơn. Cạn nào? Cạn ly. Ô tô 1.5 mùa lễ hội Hannibal Ford, phiên bản giới hạn thời thượng, không chỉ về tính năng trong xe, đều yêu cầu trình độ cao, khiến người tiêu dùng hưởng thụ cảm giác tốc độ, cũng có thể đạt đến sự cân bằng hoàn mỹ về thao tác điều khiển xe và sử dụng vật liệu thép độ bền cao, chế tạo thân xe kiên cố, nâng cao rõ rệt sự an toàn bảo hộ cho người lái xe. Tuy trên hình ảnh hiển thị cảm giác tốc độ tính thời thượng của xe, nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Nguyễn Tổng, chúng tôi muốn dùng cảm giác tốc độ để thể hiện tính năng cao của xe. Tôi biết, tính năng cao thực sự là một trong những điểm đặc sắc của xe chúng ta. Nhưng làm quảng cáo, vẫn phải có sự thu hút mọi người, mới có thể nắm chắc được sự chú ý người tiêu dùng. Thật vô vị. Lẽ nào ô tô chỉ là cái máy chạy nhanh sao? Đầu óc của các người thật cứng nhắc. Chúng tôi đang họp, đừng xen vào cuộc họp. Làm việc giúp hai người đi. Giúp cái gì? Đến làm loạn thì đúng hơn. Cô mới nói ai làm loạn đấy. Tôi đã xem bức vẽ của An An. Thật ra cô ấy có sức tưởng tượng và trời phú. Đối với một tiệm cà phê cho thanh niên, có lẽ có thể cho các cô một chút cảm hứng. Cũng được. Dù sao tiệm cà phê của bọn em cũng đang thiếu người. Nếu An An đến giúp, ít nhất Quách Tiến cũng sẽ yên tâm một chút. Cũng được. Tôi phải nói rõ, lương rất ít. An An, nói trước nhé. Đây là một công việc có thù lao, em phải làm cho tốt. Em biết rồi. Vậy được, chuyện này quyết định vậy nhé. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Anh không lo cho em sao? Anh và cô ấy còn có việc. Bọn anh phải đi xem cửa tiệm. Hai người... Cô là hậu cái của anh Đông Tử. Hậu cái gì chứ? Cô lễ phép chút đi, được không? Người ta là người yêu đường đường chính chính. Cô rất quan tâm sao? Tôi... Đương nhiên tôi quan tâm rồi. Tôi không biết anh Đông Tử có bạn gái. Hơn nữa, lại là cô ấy. Cô cũng có duyên quá vậy. Này rõ ràng là ăn hết cỡ lận. Ôm nào. Gặp chú có vui không? Tiểu Phong. Tiểu Phong nói muốn tìm anh ăn bữa trưa. Có phải không Tiểu Phong? Phải không? Nhớ chú, ngoan quá. Không phiền anh làm gì chứ. Không sao, mời hai người ăn cơm luôn. Không có vấn đề gì hết. Nói cho chú, buổi trưa muốn ăn gì? Gà rán. Gà rán là... Gà rán chúng ta không ăn được. Có người sẽ giận đấy. Chúng ta ăn pizza được không? Được rồi, ăn pizza nha. Được. Được rồi, ăn pizza thôi. Đi thôi. Làm xích đu được không? 3, 2, 1. Ngoan, cẩn thận chút. Tại sao không thể ăn gà rán vậy? Không sao, tôi bị dị ứng mà. Vui quá, quay nào. Quay nào. Chóng mặt à? Không có, chóng mặt rồi. Hai người thật hợp nhau, chẳng trách nó luôn muốn tìm anh. Đúng vậy, cậu bé ngoan thật đó. Thật ra tôi tốn nhiều thời gian như vậy mới ly hôn dứt khoát, cũng đều là vì Tiểu Phong. Hôn nhân sớm đã vô vị, không còn ý nghĩa nữa rồi. Tôi chỉ hy vọng Tiểu Phong có một gia đình hoàn chỉnh. Thật ra suy nghĩ này rất ngu ngốc. Tôi phát hiện sau khi tôi ly hôn, Tiểu Phong càng vui vẻ hơn. Sao lại thế? Không có ba bên cạnh, nó phải rất buồn mới đúng. Trẻ con muốn một người ba ấm áp vui vẻ. Như chúng tôi, cả ngày cãi nhau, chiến tranh lạnh, gây tổn thương rất lớn với nó. Vì vậy tôi dự định tìm một người ba tốt cho nó đó. Chúng ta ăn cơm đi được không? Tiểu Phong à, đi thôi, xuống dưới ăn cơm thôi. Đi thôi. Mẹ, mẹ muốn chuyển về chỗ con ở không? Nó đang hỏi bà đấy. Mẹ, con đang nói với mẹ đấy. Nào, ngồi xuống. Giai Kỳ à, nói thật lòng, thói quen sống của chúng ta khác nhau. Cảm ơn ý tốt của con. Mẹ ở đây rất tốt. Hơn nữa, tất cả đều rất thuận tiện. Lão Mạch rất chăm sóc mẹ. Chỉ cần con có thể thường xuyên đến thăm mẹ là được rồi. Giai Kỳ à, cả đời này mẹ có thể nghe được con gọi một tiếng mẹ. Mẹ thực sự mãn nguyện rồi. Mẹ. Được rồi, con nghe mẹ. Nhưng mẹ phải nhớ, cửa nhà mãi mãi mở rộng với mẹ. Mẹ nhớ rồi. Hai người cũng đến à? Đúng vậy. Tây Tử muốn đến ăn bát cháo, nhân tiện thăm mẹ em. Tây Tử, chúc mừng cô sắp đính hôn, chuẩn bị xong chưa? Giai Kỳ, cô sẽ đến cùng anh tôi phải không? Được rồi, hai người mau vào đi, tôi đi trước đây. Tạm biệt. Đi thôi. Động tác đổ bột cà phê vào nhanh. Sau khi đổ vào, để bột cà phê hòa vào nước. Khuấy đều, phải tận dụng lực cổ tay, khuấy nhanh và đều. Ở sát bình thủy. Sau khi khuấy xong thì để xuống đợi khoảng trên dưới 40 giây. Đợi đến trên dưới 37 giây thì tắt lửa đi. Dùng đũa khuấy, khuấy cà phê. Để khi nước dưới bình vào được 1/4 thì có thể ngừng khuấy. Dùng khăn ẩm bao quanh đáy bình, chính là để nhiệt độ dưới đáy bình nhanh chóng giảm xuống. Như vậy, có thể khiến cà phê trên bình nhanh chóng chảy xuống dưới bình, rút ngắn thời gian cà phê tan ra. Cho ra cốc, vẽ qua lên cà phê cũng là một nghệ thuật, cũng đại diện cho hương vị của một tiệm cà phê. Mời thưởng thức. Tốt quá, của tôi rất ngon. Có giỏi gì chứ. Thế nào? Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Anh thật quá đáng, đúng là. Anh Đông Tử, anh quá đáng lắm đó. Được rồi, được rồi. Đính hôn nên lấy bên nhà cái làm chính. Nhưng bên khách nhà anh lại nhiều hơn nhà em gấp 3 lần. Mẹ anh thật là, chỉ cần có mẹ anh. Còn có cách nào cần mời? Về nhà em bảo ba em thêm vào.